Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta bàn một chút về vi khuẩn Helicobacter pylori hay còn gọi là vi khuẩn HB. Thế thì rất là nhiều bà, nhiều mẹ, nhiều chị khi mà nói đến vi khuẩn HB là một cái gì nó ghê gớm, sợ sệt và nó kinh khủng lắm và có thể gây chết người. Thực ra thì cái vi khuẩn HB nó không có nguy hiểm lắm đâu. Mà bản chất cái vi khuẩn HB ấy, nó chỉ sống được ở cái môi trường là môi trường acid, môi trường toan. Nếu anh chị ăn quá nhiều thịt mà lười tập thể dục cũng như là ngủ mất ngủ thì rất dễ bị gọi là nhiễm. Nhiễm HB thì nó đơn giản là có thể ăn uống chung đâm mâm, chung đũa hoặc là ngủ nghỉ vợ chồng với nhau ấy, hoặc là gì ạ? Nói chuyện thì mấy thằng bị HB cũng có thể là một cái gì nhỉ? Hơi thở ấy bắn ra thì cũng có thể lây nhiễm HB, nhưng mà nó không phải là gì ạ? Nó không phải là quá là ghê gớm rời bể gì cả, mà nó phải có môi trường. Cái cây vứt ở trên đất được ấy, nó sống được ấy, là nó phải có đất. Nó vứt xuống nước thì nó chết, trừ giả là cái cây mới sống ở dưới nước, như kiểu cái nước ấy. Cho nên cái vi khuẩn HB thế rất dễ nhiễm, nhưng mà lại gọi là gì, nó phải là có môi trường nó mới sống được. Thế thì có nhiều nhà là cả gia đình là bị HB. Nó là lý do đơn giản là gì, cả gia đình ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt là cùng một giờ giấc, ăn toàn đồ cay đồ nóng, rồi sinh hoạt thì là bừa bãi, thì cả nhà gia đình bị HB là phái. Nhưng có những người mà bố bị, mẹ bị, vợ bị, nhưng mà không bao giờ mình bị. Lý do đơn giản là mình ăn tốt, ăn uống thì đạm bạc, hai nữa là ngủ rất là ngon, đặc biệt là gì, uống rất nhiều nước, tập thể dục điều thì có đủ nó không vào được. Cho nên phải lên nhớ là phải có môi trường. Hai nữa là khi bị nhiễm ấy, thì không phải lo lắng nhé. Quan trọng nhất là thay đổi chế độ, chứ đừng nói là thuốc. Rất là nhiều người nói anh ấy cho em thuốc loại thuốc kia. Thuốc phòng khám có loại rất tốt, nhưng cái quan trọng nhất là các anh chị phải uống đủ nước, tập thể dục đầy đủ, đặc biệt là chạy bộ hoặc là ngủ sớm thì mới có tác dụng điều trị, chứ không có tác không thay đổi được cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt. Nhiều người mà em bị viêm thế đó, em bị viêm cái kia, hỏi chạy bộ được không, em không chạy được thì thôi đừng có chữa được. Vì không chữa được, vì chữa cũng không khỏi, mà làm xấu hổ thầy thuốc ra. Cho nên phải nói thật luôn với các anh chị là vi khuẩn HB nó không có gì là phải ghê gớm cả, nhưng quan trọng nhất là phải thay đổi từ chính anh chị. Nếu các anh chị thay đổi chắc chắn sẽ có phương pháp để điều trị. Nhưng nếu các anh chị không thay đổi thì chắc chắn ấy, bố thằng Tây nào cũng không chữa được cho anh chị đâu. Nói thế cho nhanh nha. Xin chào.